Có nhà có nhà phải không? Có nhà bữa nay trời mát mát trời, cả nhà. Gà nó đậu, định nấu gà nguyên con nhưng mà con gà nó mập, nó không ngon, thịt nó không ngon. Còn gà này gà chạy bộ, cái đùi gà chạy bộ thì lấy đùi gà thì nấu mà cả nhà. Đó, cái đùi gà này nè, mình nấu chay nó ngon giống như gà tre của mình bên Việt Nam á. Nên Thí giờ Thí sẽ chặt gà, Thí đem chiên sơ sơ ha, rồi chút nữa Thí sẽ để lên lửa, Thí xào xào rồi Thí ướp gia vị, Thí xào, Thí để nước vô, Thí nấu nấu đậu với lại nấm đông cô với lại nấm mèo. Cả nhà ơi, hồi xưa là Thí đi đám cưới đó cả nhà, nấu con gà của mình đó, gà chạy bộ dưới quê mình đó, mà gà vườn nó mua về đám cưới đó, gà mua chục 20 con mà làm gà xong rồi thì bà phải nấu, bà phải ướp ướp gia vị tiêu tỏi củ hành rồi cho nó thơm, xong rồi ướp tomat cà tomat mà cà nó lợi để mình ăn, mấy đứa nó ăn đồ ngọt đó, ăn đồ chiên đó, rồi với lại tương ớt nha cả nhà. Nhưng mà cả nhà ăn cay được, cả nhà thử ướp tương ớt vô thì con gà thì mình ướp vậy, mình để 50 phút 1-2 tiếng đồng hồ mình mới thấm, rồi mình mới đem lên mình là ram chiên sơ sơ, lăn dầu sơ sơ thì mới đổ nước vô nấu. Còn đây đùi gà thì Thí không ướp như vậy được, Thí phải đem chiên sơ sơ đi, chút nữa Thí xào Thí mới để tomat này vô, tại vì Thí không có ăn cay, Thí không có để tương ớt. Cả nhà để tương ớt với tomat này nè, rồi cái nước gà nó rất là ngon đó cả nhà. Ở nhà gà mà này nè, bên đây bên Pháp là gà chạy bộ giống như gà vườn của mình á, ngon, thịt dai mà nó trong xeo nó dẻo ngon lắm. Làm sẽ để vô chiếc giam cho trơn nha cả nhà, tại gà mình gà bên đây đông lạnh đó, không phải như gà sống của mình Việt Nam, nên Thí không ướp đồ liền, khi chút nữa Thí để lên thử dầu mỡ đó, thì Thí mới ướp đồ vô chung vô con gà luôn, thịt gà luôn, mình xào cho sôi sôi luôn. Để này vô cho nó được cái trong lòng đang chơi chơi vậy đó cả nhà, dần dần đánh đám vậy đó, rồi mình đem, tại vì mình nhà đông lạnh mình làm chỉ cho nó được cái ăn nó hơi á, rồi chút nữa mình thử dầu mỡ rồi mình hãy để gia vị vô, để tiêu tà vô, tiêu tà nó có chua, nó ngọt ngọt, mình làm để mình lấy cái vị cái mắt cho nó ngon vậy thôi, nó chua, nó phải như cà chua đó. Nồi có Thí nó bự gì đó, Thí phải làm gì đặng cho nó đừng dăng rồi mà. Đó, gắn cái chơi chơi gì đó, đặng lát mình thử dầu mỡ riêng nữa, rồi trong nồi của mình á, mình chuẩn bị đổ nước sốt á. Rồi mình để thử tỏi, hành với lại mình ướp cái chút tinh tạ cho mình gam gam với mình chế cái xào xào vậy đó. Để cho nó thấm tinh tạ, rồi thấm tinh tỏi, rồi cái nước thấm gia vị rồi đó. Có tương ớt ngon á, có tương ớt với tương cà đó cho nó thấm. Thì hồi xưa thì con gà nó ngon nhưng mà sống mắc sống mình làm liền, cái mình ướp vô luôn 2-3 tiếng đồng hồ cho nó thấm, rồi mấy bà thầy nấu các bà mới đem vô cái nồi khổng lồ bà nấu bằng 3-4 con gà đó đó, thì một bạn là một con gà, mà 10 bạn 10 con gà nấu gà nó đậu nó có thiệt là nhiều nó ngon đó nè. Giờ đâu biết cũng hẹn nó hẹn gì chứ nấu lại. Chồng Thí mua con gà mập lù á cả nhà. Chồng Thí thích ăn gà mập á, gà mập mà không phải gà chay giống vậy, chồng thích ăn gà mập. Đang nấu rượu này nè. Rượu này bên Việt Nam chỉ thấy mấy người mà người ta thích nhức nổi rồi đó, ta thích uống lắm. Ở bên đây rượu này làm nho, nho nhưng mà làm bằng con này nè. Uống nó hôi hôi vậy cha, ăn con này vậy đó. Ổng khui ra uống xong giờ để đợi miếng để nữa đem vô hầm con gà, hấp gà gì đó làm gì biết đâu à. Con gà đó nó mập ù rồi Thí. Thí chơi thịt nó không ngon Thí không nấu. Ở nhà Thí để hành với lại hành tím tỏi vô luôn cả nhà. Thí lấy cái dầu mỡ này luôn nè, tại dầu mỡ này gà nó ra đó. Rồi lát Thí ướp sơ vô gà này, cái gam gam giống như mình xào sơ cho nó thấm đó. Cho nó thơm cái này đi, rồi nó xào sơ cho nó thấm, lát rồi Thí mới đổ qua cái nồi kia, Thí để nước cho Thí nóng. Lấy luôn cái mỡ, cái nước dầu này. Nước dầu này của gà nó ra. Đó. Giờ Thí để cái dầu luôn, cái không cần phải dây riêng rồi mình để vô đây mình làm cho nó vàng luôn nè. Vàng phi tỏi hành luôn cho nó thơm vô cái đùi gà luôn. Thế là mình gấp qua cái nồi kia, mình để hết dầu mỡ này qua cái nồi kia. Tiếp tục đùi lại trở lại luôn cho nó thấm, cho nó thơm. Cho nó thơm, có tỏi hành nó thơm. Rút vô cái đùi gà nó thơm. Nè cả nhà, cái
cái đùi khúc này nãy mà chị xi chiên sơ đó, tại chảo cái nhỏ đó, giờ chị lấy ra nè, chị lấy ra. Nhưng mà trong đây cả nhà thấy không, đó tỏi phi, hành phi của mình nó vàng luôn, mà trong khi mình đang gam gam gà cái mình để vô cái nó vàng luôn, giờ nó thấm vô gà nó thơm, nó sẽ ngon nha cả nhà. Cái thứ lấy luôn cái này nè, đó thứ lấy luôn cái tỏi phi dầu này, nó không có bao giờ nó không có cháy, nhưng mà thứ lấy luôn cái chảo này, lấy luôn thành tỏi phi này, thứ để cho thứ nấu luôn. Giờ sẽ ướp tương cà rồi vô nghe cả nhà. Thứ đem qua đây đi, đem qua đây chứ ướp, chứ để vô đây chứ ướp. Thế chứ ướp cái thấm tương cà rồi vô. Tương cà này nó ngọt ngọt mặn mặn, nó không có chua, mình ướp vô nó, cái gì của nó mới ngon. Đó, ướp tương cà vô. Ở hồi xưa thì đi đám cưới thì ướp tương cà với tương ớt, thấm trước 4-5 tiếng đồng hồ, con gà nó thấm. Mấy bà già nấu buổi tối mà, cái là mấy bà nấu buổi tối, mấy bà ướp tương cà với lại tương ớt với gia vị được vô buổi tối nó thấm hết đó. Con gà đó nó thấm vô gà 3-4-5 tiếng đồng hồ thì mới đem đi nấu nè cả nhà. Giờ Thúy sẽ ướp nước mắm. Chút nữa mình đem muối nữa chứ không phải là mình đem nước mắm không, nhưng mà mình đem nước mắm để mình gam cho nó thấm cục gà đây đi. Nên muỗng rửa nó thấm tí để vô thế đó, thứ gạt cục gà này cho nó thấm, giống như mình gọi nó hầm lạc lạc vậy đó, cho nó thấm. Rồi chút mình mới để nước nhiều vô, thay vì để nước dừa thì không có nước dừa, thì không nấu nước dừa sẽ nấu nước lạnh. Mới chỉ còn bao nhiêu muỗng mới tiêu nè. Làm tiêu rồi, hết tiêu thì làm biết làm, mà giờ còn nhiêu thì để nhiêu nghe cả nhà, cho nó thơm. Mình cuối cùng mình ăn mình cũng có để tiêu, nhưng mình để tiêu thôi, muốn tiêu thì cho nó thơm nè. Thì hết rồi, còn nhiêu thì để nhiêu. Thì làm biết chứ chưa có làm nữa. Dừng đi coi. Thì để chút đường cả nhà. Hồi xưa là Thúy đi làm vậy nè, đi làm đám cưới á, là mấy bà phụ đám cưới á, mình đi đám cưới phụ mà, đi phụ đám cưới mấy bà nấu đó, vô bếp nấu với mấy bà đó, là mấy bà ướp gà ướp vậy nè, mà ướp tương ớt nó ngon lắm. Hồi đó Thúy ăn cay được mà ướp tương ớt vô rồi nấu cái nước của gạo đậu á, nó rất là ngon nha cả nhà, ăn mà mình ghiền luôn á. Đó. Đó, xong rồi nó thấm, mà Thúy cả nhà ơi, ta để tới 5 tiếng đồng hồ, ta gần phi, ta nấu, ta ướp chắc gần gà cho tới 10 giờ, 11, 12 giờ mới xong. Thì ướp gà để cho tới 3-4 giờ sáng mới bà dậy mới bà nấu. Nấu gà là tới 8-9 giờ là nó mềm gà là bà đãi là vừa đó. Mỗi bạn con gà nấu đậu. Rồi Thúy đem lên đây Thúy bắt Thúy xào cả nhà. Đó. Thúy làm cho sơ đi rồi xong rồi Thúy sẽ để nước vô. Để nước rồi để đậu vô, tại vì thôi không có nước dừa, Thúy không có mua dừa. Ở đây không mua dừa cực khổ, Thúy không mua. Vừa hai cây con gửi một cái mua cũng được, mà tại mình đi lên cái chỗ bán đó. Nó xa, mà mỗi lần mình đi mình phải mua luôn, mà đi rồi không có đi rồi không có mua, nên giờ nấu nước lạnh cả nhà, không có nấu nước dừa. Này là nấu nước dừa tư á, cả nhà phải nấu nước dừa tư. Cái này là phải ba lít nước dừa tư á. Còn nếu không có thì một cái dừa tư thì pha đi nước lạnh. Mình đảo thường thường xuyên để không nó cháy á, tại nó có tương ớt, tương cà, nó có đường, nó ngọt á, nó cháy, đảo cho nó thấm thấm gà thôi. Thế có muối tiêu hộp đó, để lấy cái tiêu hộp đó gan cho nó thơm á, trộn mình thơm á. Mà giờ Thúy làm tiếng làm nè, hết à. Nè Thúy ăn nè, Thúy để từ từ nè. Đó, mình thấm thấm cho nó cháy nó thấm gà. À, cái tương cà này mình làm nó ngon, nó ngọt, nó vừa thịt nước nó ngon, nó không có chua, nhưng mà cái lại cái màu nó có màu đẹp nữa. Còn cà chua mà để làm sốt á, mình chốt mà cái chua là khác. Còn cà tương cà mà mấy đứa nhỏ nó chấm xúc xích rồi đó, chấm gà chiên rồi đó, gà mà rán rồi đó, là tương cà đó mình ướp gia vị thịt, ướp rồi nấu đó, rất là ngon. Đó cả nhà, giờ thằng con nó đi rồi, nó đỏ thấy mình thấy rồi. Đó, mình làm cho nó vậy nè cả nhà, nó cháy vậy nè, có màu nó trên trên lại vậy nè. Là Thúy sẽ để đó, giờ Thúy hạ lửa nhỏ thiệt nhỏ, Thúy để đậu vô để thôi nó cháy đó, Thúy để đậu vô nè cả nhà. Mình để đậu để nấm đầu vô luôn, rồi để có nấm mèo vô luôn,
mà khi mình nấu nước dừa đó thì mình đổ nước dừa vô. Giờ Thí không có nước dừa đó cả nhà. Thí để đậu rồi để nấm mèo, để nấm đông cô đồ vô. Nấm mèo thì Thí không có ngâm nở lắm đâu, Thí chỉ ngâm cho nó nở nở thôi, nhưng mình để vô đây để mình nấu được, nó vẫn còn ngon. Giờ Thí để nấm mèo, nấm đông cô với đậu vô Thí hầm nha cả nhà. Bây giờ nó hầm, mình hầm cỡ khoảng 2 tiếng đồng hồ. Gà này hầm khoảng 2 tiếng đồng hồ thì mình nó mềm, gà thì mình sẽ được có nấm, mình sẽ để bột bột bắp vô nha cả nhà. Pha ít bột bắp mình để vô cho nó sạch sạch cái nước nữa, nó ngon. Rồi không, chưa để bột bắp, nó chưa 2 tiếng đồng hồ nó mềm, gà mà cảm thấy chín rồi đó thì để cà rốt vô nấu thêm khoảng 5-10 phút nữa, xong rồi mới quậy nước bột bắp để vô nó sạch sạch thì mình ăn nha cả nhà. Mà ăn không cũng được, hoặc là mình ăn bánh mì. Đó là mình nấu gà nấu đậu, mình ăn cho nó bổ, cho có sức khỏe. Mình cảm thấy trong người mình yếu thì mình sẽ nấu như vậy để mình ăn, mình có chất dinh dưỡng nha cả nhà. Đó, nồi gà nấu đậu nó đã sôi đó cả nhà. Thí thêm một muỗng muối hồi cấp nãy đó, một muỗng canh muối với chút nước mắm của mình, với lại cà chua nó trộn mát đó, nó có chất gia vị của nó đó, nên nó vừa thấm rồi nó ngon rồi nha cả nhà. Giờ Thí trên đây cho nó mềm thôi, nó mềm nó sắc lại cạch quạt quạt lại thôi, thì sẽ để cà gót vô, xong rồi nấu tiếp nó mềm cà gót nữa thì Thí sẽ để bột bắp vô, quậy ít bột bắp để vô cho nó sạch sạch, nó ngon, có mùi nấm thơm ghê cả nhà, ngon dễ sợ luôn. Ngọt. Đậu á Thí luộc, Thí bỏ bớt cái nước màu nâu của nó rồi, Thí lấy cái đậu đó Thí luộc chín đậu rồi đó. Giờ Thí để vô đây Thí nấu, mà đậu nó mềm chưa biết. Giờ cho nó sắc bớt nước lại cho nó ghim con gà mềm, cái đùi gà nữa. Nhìn cái nồi gà của Thí nè cả nhà, nhưng mà nó chưa có nước bột bắp nha. Bây giờ Thí sẽ chế bột bắp vô nha cả nhà. Đó, Thí chế bột bắp vô cho nó đặc lại, cho nó sạch sạch đó, để mình người già ăn cũng được, mà mình trẻ ăn cũng được, rồi bé ăn cũng được, cho nó tốt, nó có sạch sạch một chút nữa mình chấm bánh mì mình ăn rồi cũng ngon, mà chan bún ăn cũng ngon. Ở nhà thấy không, Thí sắc quá, qua cà gót mà không bỏ, chồng Thí bỏ vô sớm quá, cái nó cũng muốn gục mẹ hết trơn. Mà đời thịt gà này thì mình cũng phải nấu gục, đó, nó gục rồi giờ Thí sẽ múc ra ngoài dĩa nha cả nhà, múc ra dĩa. Ngon lắm cả nhà, ô lâu lâu cả nhà nấu thử đi, cả nhà nấu về đi ăn cho nó bổ dưỡng cả nhà. Mình đồ mùa nóng cái bên Việt Nam đó, cả nhà mà nấu lâu lâu mua gà rồi mình cà ta đó, cà ta thả vườn mình biết ở đâu đó, mình mua về mình nấu nấu đậu vậy nè, mình ăn cho nó bổ dưỡng sức khỏe, mình có sức khỏe, nó tốt lắm, nó có lợi cho sức khỏe. Rồi giờ Thí sẽ múc ra nha cả nhà, múc ra cái dĩa, múc ra dĩa hoặc là ra tô, ví dụ cái tô bẩn bẩn thì cả nhà múc ra tô, Thí múc ra dĩa nè, múc ra dĩa để Thí chụp hình. Nó mềm rồi, bây giờ không có múc mấy cái bấy, mình múc mấy cái này. Gà nấu đậu là phải nấu cho mềm, nó có càng mềm càng tốt rồi cả nhà ha. Nấu mà ghẻ mà gục luôn đó, giống như mấy bà già xưa mình phải nấu đậu đó, nấu đám cứng mình ra mình thấy con gà nó nấu đậu vừa để đũa vô mình xèo nó ghim lủng luôn. Dừng từ từ đi cho mẹ, để nó nhiều. Cả nhà ơi, Thí sẽ cắt hành ngon lên cả nhà, dĩa gà này cả nhà, tại vì Thí không có đọt cái đồ bụng bẩm giống như trong đám nha. Thí làm gì để cho nó đẹp, để chút cái lấy video Thí làm cái hình nền nên cả nhà thấy vậy thôi. Trong nồi gà mình quan trọng là cái nồi mình nấu đó cả nhà ha. Giờ Thí để hành vô thôi, rồi xong rồi Thí sẽ kết thúc video với cả nhà nha. Đó, cả nhà thấy Thí múc vậy thôi, chứ bình thường là mình phải có cái dĩa bẩm bẩm giống như là nó có chắc nước đưa nó hơi nhiều để cho mình thấy đó nha cả nhà. Thí cũng xin kết thúc video với cả nhà, có dĩa gà nấu đậu rất ngon. Cả nhà nóng lực, cả nhà hãy nấu gà nấu đậu giống Thí ăn cho giải cảm, với lại cho nó có sức khỏe. Chúc cả nhà luôn luôn khỏe mạnh bình an. Cảm ơn cả nhà đã xem video của Thí. Bye bye cả nhà, hẹn gặp lại cả nhà video khác. Bye bye.